Duy xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Thì hôm nay bên Duy về chiếc Honda Civic bản 1.8G đời 2021 nha anh chị. Xe nhập Thái Lan, xe màu xanh. Và đây là chiếc xe chạy lướt đẹp nhất Việt Nam luôn. Xe mới chạy 1.000 km nha anh chị. Tất cả là như mới. Phần sân si bên ngoài cũng như là nội thất bên trong thì không có gì phải bàn cãi cả. Chất xe cực kỳ đẹp, đẹp như xe vừa lăn trong hãng ra thôi. Vừa về thì bên Di cũng chưa có vệ sinh dọn rửa gì cả. Mà chất xe thì cũng rất là sạch sẽ và đẹp luôn nha anh chị. Xe là không trầy xước chỗ nào cả. Sơn zin nguyên xe, chưa giảm giá lần nào cả. Đây nội thất xe đây. Các anh chị cùng xem nội thất da ghế nha. Ghế phụ không nhăn một miếng nào cả. Đây là cần số đây. Tất cả đều như mới. Vâng, cái mẫu này thì hiện tại Honda đã ngưng sản xuất rồi, đã ra mẫu mới rồi. Thì mẫu này thì vẫn còn rất là nhiều khách hàng yêu thích. Thì nếu mà các anh chị nào mà quan tâm đến dòng Civic này thì hãy nhanh tay liên hệ với Duy nha. Xe này thì như mới thôi. Chất xe thì cũng không có gì để bàn cả. Đây lớp dự phòng này. Lớp dự phòng thì cũng chưa lăn. Tất cả đều nguyên bản cả. Cực kỳ đẹp luôn. Xe chạy 1.000 cây nên lớp xe thì cũng như mới thôi. Đây là bảng tiêu hao nhiên liệu của xe đây anh chị. Rất là tiết kiệm luôn nha. Nếu mà chạy đường ngoài đô thị thì chưa tới 5 lít 100 km. Rất là tiết kiệm luôn. Đi quay bên hàng ghế sau cho các anh chị cùng xem. Rất sạch sẽ và rất đẹp luôn nha anh chị. Xe này thì cũng có dán phim thôi. Còn lại là nguyên bản. Chủ xe cũng không lắp thêm đồ chơi gì cả. Đây ghế da, ghế lái đây. Như mới ha. Vô lăng xe thì cũng có tích hợp điều khiển và cruise control. Có lẫy số tay luôn. Xe chạy 1.265 km nha anh chị. Rất mới, rất đẹp. Chiếc xe lướt đẹp nhất Việt Nam là đây. Chiếc Civic bản 1.8G đời 2021 chạy 1.000 km này thì bên Duy hiện đang chào bán với giá là hơn 700 xíu nha anh chị. Các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh chị nha. Bên Duy bán xe là bao test, bao vận chuyển toàn quốc ạ. Các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Duy. Duy sẽ tận tình tiếp đón ạ. Duy xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của Duy ạ. Duy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau ạ.